Vụ chuyến bay giải cứu, kiến nghị mở rộng điều tra, phi vụ chạy án 61 tỷ đồng. Bộ Y tế lên tiếng, vụ bệnh nhân đau ruột thừa, bị bác sĩ cắt buồng trứng. Chipu vào chung kết đạp gió 2023, fan xứ Trung đầu tư mạnh để cổ vũ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Vụ chuyến bay giải cứu, kiến nghị mở rộng điều tra, phi vụ chạy án 61 tỷ đồng. Trong vụ chuyến bay giải cứu, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thông qua Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội đã gợi mở phi vụ chạy án để lừa đảo 800.000 USD, tức 61 tỷ đồng, theo Viện Kiểm sát để trốn tránh bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu. Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn là cựu tổng giám đốc và cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky đã nhờ ông Nguyễn Anh Tuấn tìm người giúp đỡ. Ông Tuấn sau đó kết nối để các bị cáo Hằng và Hưng nhiều lần gặp nhau tại nhà riêng của ông Tuấn. Do tin tưởng bị cáo Hưng có thể lo lót cho mình, không bị xử lý hình sự, các bị cáo Hằng và Sơn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Tuấn với tổng cộng 2,65 triệu USD, tương ứng với hơn 61 tỷ đồng để ông Tuấn đưa cho bị cáo Hưng. Quá trình điều tra và xét xử, ba bị cáo Hằng, Sơn và Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các lời khai này phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, lý do bị cáo Hằng và Hưng gặp nhau. Riêng với bị cáo Hưng, người này không thừa nhận cáo buộc, nhiều lần kêu oan. Kiểm sát viên cho biết, khi còn là trưởng phòng 5 và điều tra viên chính thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Hưng đã nhiều lần gặp bị cáo Hằng, hướng dẫn Hằng tự thú, hướng dẫn các bị cáo Hằng và Sơn thống nhất nội dung khai báo, theo hướng bà Hằng sẽ nhận hết trách nhiệm, còn ông Sơn không liên quan. Sau khi bị điều chuyển công tác, dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến vụ án, nhưng bị cáo Hưng vẫn nhiều lần gặp bị cáo Hằng, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án, bà Hằng và ông Sơn hứa hẹn sẽ lo cho cả hai không bị xử lý, đồng thời hướng dẫn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên. Bị cáo Hưng còn đưa ra các lý do không đúng thực tế, ví dụ chi tiền cho các cơ quan tố tụng để không xử lý Hằng và Sơn. Hưng vẫn kiểm soát tình hình vụ án, vẫn chỉ đạo điều tra, báo cáo chủ trương xử lý vụ án để bà Hằng chi thêm tiền. Cả bị cáo Hằng và Tuấn đều xác nhận việc này. Dù cựu điều tra viên không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, thực nghiệm, lời khai của những người liên quan và quá trình thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ cho thấy bị cáo Hưng đã nhận 800.000 USD của bị cáo Hằng thông qua bị cáo Tuấn rồi chiếm đoạt số tiền này. Kiểm sát viên cũng phân tích, từ năm 2019 đến tháng 1 năm 2022, giữa bị cáo Hưng và bị cáo Tuấn chỉ phát sinh 5 cuộc gọi. Nhưng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là giai đoạn điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Hai người đã liên lạc với nhau 435 lần, chủ yếu qua Viber và SIM không chính chủ. Tương tự, giữa bị cáo Tuấn và Hằng cũng có gần 80 cuộc gọi thông qua Viber và SIM giác. Việc gặp mặt trao đổi giữa các bên thường diễn ra vào buổi tối sau 20 giờ tại nhà riêng của ông Tuấn để đảm bảo bí mật. Về việc giao nhận tiền, bị cáo Hưng không đưa ra tổng số mà chia thành nhiều lần. Theo tiến trình điều tra vụ án, khi yêu cầu chi tiền, bị cáo Hưng chỉ đưa ra lý do không thông báo số tiền cụ thể với bà Hằng. Khi đưa tiền, bị cáo Hằng sẽ đưa cho ông Tuấn để ông Tuấn đưa cho bị cáo Hưng. Từ những căn cứ đã nêu, đại diện Viện Kiểm sát nhận định cáo trạng truy tố 4 bị cáo là đúng người đúng tội. Riêng bị cáo Hưng không thành khẩn khai báo, không khắc phục hậu quả, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Kiểm sát viên đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thanh Hằng mức án từ 10 đến 11 năm tù, Lê Hồng Sơn 11 đến 12 năm tù cùng về tội đưa hối lộ, Nguyễn Anh Tuấn 6 đến 7 năm tù về tội môi giới hối lộ, Hoàng Văn Hưng 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Bộ Y tế lên tiếng vụ bệnh nhân đau ruột thừa bị bác sĩ cắt buồng trứng. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bình Dương làm rõ phản ánh người bệnh đau ruột thừa lại bị cắt bỏ buồng trứng, báo cáo về Bộ trước ngày 21 tháng 7. Trong văn bản gửi Sở Y tế Bình Dương, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đề nghị Sở chỉ định đầu mối phát ngôn cung cấp thông tin chính thức cho các đơn vị báo chí, đồng thời cập nhật báo cáo giải trình kết quả xử lý sự việc về Bộ trước ngày 21 tháng 7.
vụ người bệnh đau ruột thừa nhưng lại bị cắt bỏ buồng trứng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ngày 11 tháng 7. Chiều ngày 15 tháng 7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một số người kéo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương yêu cầu giải quyết vụ việc bệnh nhân bị đau ruột thừa nhưng lại bị cắt buồng trứng. Đoạn clip sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, kèm nhiều bình luận với nội dung lên án bệnh viện. Ông Lê Ngọc Long, 56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cho biết, chị T là cháu ruột của ông. Ngày 11 tháng 7, chị T được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp. Chiều cùng ngày, chị T được đưa vào phòng mổ để cắt bỏ ruột thừa. Sau đó, bác sĩ thông báo là phẫu thuật hoàn thành và chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 7, bác sĩ đại diện khoa sản của bệnh viện mời người nhà bệnh nhân T đến gặp. Đại diện khoa sản cho biết, trong quá trình phẫu thuật, phát hiện buồng trứng bệnh nhân đang có khối u cần cắt bỏ gấp. Bác sĩ đã liên hệ với thân nhân thông qua số điện thoại bệnh nhân đã cung cấp nhưng không ai nghe máy. Trong tình thế cấp thiết, các bác sĩ đã thực hiện cắt bỏ buồng trứng nạn nhân và việc này là đúng quy định. Hiện sức khỏe của bệnh nhân T ổn định và đang điều trị tại khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, cho rằng việc tự ý cắt bỏ buồng trứng mà không thông tin cho gia đình khiến người nhà chị T bức xúc và kéo đến bệnh viện yêu cầu giải thích. Gia đình chị T đã làm đơn gửi giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương yêu cầu làm rõ. Tin tức cuối cùng, Chipu vào chung kết đạp gió 2023, fan xứ Trung đầu tư mạnh để cổ vũ. Trước đêm chung kết đạp gió 2023, các fan Trung Quốc chi tiền khủng phủ sóng hình ảnh Chipu tại các ga tàu điện ngầm, trên quảng trường và trên các tuyến xe buýt. Trải qua những vòng công diễn đạp gió 2023, lượng fan của Chipu tại xứ Trung ngày càng một đông hơn. Trong Weibo của nữ ca sĩ cũng đã vượt mốc 300.000 người theo dõi. Trước thềm chung kết, người hâm mộ tại Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện dự án khủng để ủng hộ Chipu. Theo đó, khán giả đầu tư phủ video quảng bá từng buổi công diễn của nữ ca sĩ người Việt tại một ga tàu điện ngầm ở Hồ Nam. Dự án đặc biệt này bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến hết chung kết vào ngày 17 tháng 7, kéo dài từ 9 giờ 30 phút sáng tới 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Riêng trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 18 giờ 15, hình ảnh của Chipu sẽ được chiếu lên toàn bộ màn hình có tại trạm tàu điện ngầm. Chưa hết, các fan xứ Trung của nữ ca sĩ cũng đã lên kế hoạch trình chiếu video của nữ ca sĩ trên màn ảnh lớn tại quảng trường Hoa Sa Vân Tỷ và màn hình Mango Window của tòa nhà Khải Duyệt Hoa Viên vào ngày ghi hình vòng chung kết. Không dừng lại ở đó, người hâm mộ còn chuẩn bị xe buýt tiếp ứng, cờ và khung treo quảng cáo và quà tặng dành riêng cho fan Chipu. Tính đến thời điểm hiện tại, Chipu là nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và có độ phủ sóng rộng rãi tại Trung Quốc. Theo bảng xếp hạng của trang Comba AI của Trung Quốc, Chipu đã xuất sắc đứng ở vị trí top 1 trong danh sách các nghệ sĩ có lượng tương tác lớn nhất tại tháng 6 năm 2023. Chipu được nhận xét là có thế mạnh, là kỹ năng trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo điều luyện, đầu tư kỹ lưỡng về trang phục cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, cô còn mang những nét văn hóa Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế, lăng xê các thương hiệu thời trang Việt Nam. Trong một livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Chipu đã tiết lộ những câu chuyện thú vị trong hành trình đạp gió 2023. Theo đó, nữ ca sĩ cho hay, ban đầu khi đứng trên sân khấu hát đóa hoa hồng, khán giả rất ít tương tác vì hầu như không biết cô là ai. Đó là thời điểm Chipu có nhiều lo lắng. Sau một vài đêm công diễn thì đã có nhiều khán giả tại Trung Quốc dần biết đến và tìm hiểu về nữ ca sĩ. Ở vòng công diễn 2, lúc tôi bước ra sân khấu cùng chị, cùng Lâm Na và chị Lưu Nhã Sắt thì bắt đầu nghe thấy có những khán giả gọi tên Chipu. Tôi đã cố gắng nhìn xem ai đang gọi tên mình và có thêm động lực để trình diễn. Bởi vì tôi biết đã có những khán giả bắt đầu biết đến mình, gọi tên mình nên rất vui. Cứ qua từng vòng công diễn, tôi lại thấy có nhiều người ủng hộ, biết đến mình hơn và rất hỗ trợ mình trên các trang mạng xã hội. Nữ ca sĩ tâm sự, kể từ khi cái tên Chipu được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia đạp gió 2023, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, với sự nỗ lực mang đến loạt sân khấu ấn tượng, tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, Chipu đã cho thấy bản thân là một nghệ sĩ thực lực, đầy tiềm năng và là sự lựa chọn sáng suốt của chương trình. Bên cạnh đó, việc Chipu xếp hạng nhất ở tất cả các hạng mục biểu diễn cũng như lượt bình chọn về độ yêu thích của khán giả trong vòng công diễn năm vừa qua cũng cho thấy cô có khả năng là một trong những nghệ sĩ được debut của chương trình năm nay. Chipu và các tỷ tỷ của đạp gió 2023 sẽ ghi hình cho vòng chung kết vào ngày 17 tháng 7
Chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 21 tháng 7 trên Mango TV. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!